Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc tổ chức lễ khởi công dự án khu du lịch thương mại chợ chiều thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Khu dịch vụ thương mại chợ chiều thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc có tổng diện tích trên 11.000 m2, gồm hai khu chức năng là giao dịch thương mại và chợ dân sinh. Trong đó phần thương mại cũng có tổ hợp nhà 3 tầng, 4 đơn nguyên, bên trong bố trí 20 kiosk 3 tầng, có chức năng riêng biệt, đáp ứng nhu cầu cho các hộ kinh doanh lớn và một showroom 3 tầng nằm giữa trung tâm thương mại, có kiến trúc hiện đại phục vụ tổ chức các sự kiện hoặc kinh doanh theo mô hình siêu thị mini. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí một khu vực giao dịch bán hàng ngoài trời theo mô hình chợ đầu mối, xuất nhập hàng hóa. Ngoài việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho các hộ kinh doanh buôn bán, tiêu thụ sản phẩm địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thị trấn và các vùng phụ cận huyện Hậu Lộc, việc triển khai dự án khu dịch vụ thương mại chợ chiều thị trấn Hậu Lộc còn tạo ra điểm nhấn khu đô thị thu nhỏ, văn minh hiện đại của huyện Hậu Lộc. Đại diện các xã lân cận khu vực đầu tư dự án, các doanh nghiệp bàn trong và ngoài tỉnh.